bạch thế tôn thế nào là tướng chân như của quả dự lưu thế nào là tướng chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của quả dự lưu không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của quả dự lưu chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng chân như của quả vị độc giác để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của quả vị độc giác không xanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của quả vị độc giác, các đại bồ tát như thật rõ biết, cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng chân như của tất cả hạnh đại bồ tát để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của tất cả hạnh đại bồ tát không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của sắc như thật rõ biết tướng thật tế của thọ tưởng hành thức thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của nhãn xứ như thật rõ biết tướng thật tế của nhi tí thiệt thân ý xứ thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn